Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại video clip của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn kỹ thuật sấy tạo kiểu nha các bạn. Sấy tạo kiểu tóc ngắn. Tóc này là tóc ngắn qua vai được chút xíu nha các bạn. Thì mình sẽ hướng dẫn sấy cụp cho các bạn hình chữ C nha. Trước tiên các bạn chia ra hai lớp trái và phải. Mình sẽ sấy lớp bên trái trước và phần đằng sau trước ha. Trước tiên bạn sẽ bắt một phần đằng sau, lớp cuối cùng các bạn sẽ sấy. Khi các bạn sấy, các bạn sử dụng dụng cụ máy sấy và lược tròn ha. Lược tròn có gai thì càng tốt ha. Những cái tóc ngắn này nó cần độ bám, cho nên các bạn sử dụng lược tròn mà có gai thì nó sẽ bám chắc hơn nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn sấy nha. Khi các bạn sấy nhớ khi mà sấy là mình phải sấy cho tóc nó bóng bằng cách sấy qua sấy lại cái thân tóc và cái gọn tóc, sấy cho nó đều, nó bóng tóc trước và sấy phồng cái phần chân lên, rồi sau đó chúng ta sẽ cuộn nó vào. Bắt đầu mình lấy cái máy sấy, mình hơ cái phần ngọn của nó để cho cái phần ngọn của nó ăn nhiệt và nó sẽ quăng lại, quăng cúp hình chữ C lại ha các bạn. Mình sẽ làm 2 đến 3 lần động tác này, tóc vừa bóng ngọn vừa bóng phần thân và cái phần ngọn tóc của nó sẽ cụp luôn ha các bạn. Thì tại cái tóc này nó sẽ không có cái độ cụp nhiều, tại vì tóc nó không có quăng, tóc nó là tóc thẳng nha các bạn, nhưng mà là tóc yếu cho nên là nó cũng sẽ dễ cụp nha. Mấy cái thằng tóc khỏe đó nó sẽ khó cụp hơn, tại vì cái ngọn tóc của nó khỏe, nó sẽ không có cụp nhiều, nhưng mà nó những cái phần yếu nó sẽ dễ cụp hơn nha các bạn. Đó, các bạn thấy không, khi mình sấy cái phần lớp ngoài cùng á, là bạn sẽ sấy phồng cái phần chân lên, sau đó mình sẽ nước ra ngoài, nước phần thân với phần ngọn ra ngoài, xong mình sẽ cuộn lên, mình sẽ sấy. Các bạn thấy động tác sấy của mình không, sấy vào phần cái phần đuôi tóc là sấy vào bên trong của nó. Mình làm bóng cái phần thân và phần ngọn bằng cách mình sẽ xử lý là mình sẽ lấy cái máy sấy, mình sẽ hơ cái phần thân và phần ngọn cho nó bóng trước, xong bắt đầu mình mới tụt phần đuôi sau nha các bạn. Rồi bắt đầu mình sấy lớp phía trước này nha các bạn. Sấy hơ từ phần thân tới phần ngọn 2-3 lần cho cái phần thân và ngọn nó bóng tóc. Các bạn thấy phần tóc của mình sấy nó rất là bóng không? Rất là bóng nha. Rồi cái lớp ngoài cùng là mình sẽ thấy, sẽ để cái lược lên cho đỉnh đầu cái phần thân, phần chân tóc mình sấy lên trước, sấy cho nó phồng. Tác dụng là đưa cái cây sấy được tròn gần sát cái chân và hơ nó để cho nó phồng sợi tóc. Đó, các bạn thấy không? Mình hơ về đằng sau ra đằng sau chút rồi mình hơ lên phía trước nó. Đó. Rồi bắt đầu mình sẽ cuộn cái phần ngọn lại, mình sấy vào trong cái phần ngọn để cho nó ăn cái phần ngọn, mình sẽ cụp. Lưu ý các bạn, khi mà các bạn sấy 2-3 lần xong, các bạn chuẩn bị đưa xuống, các bạn đưa cái phần ngọn tóc của nó xuống thì các bạn phải giữ nó trong vòng 2-3 giây, khoan hãy tháo ra liền. Các bạn phải giữ 2-3 giây bắt đầu các bạn mới tháo ra, đừng có tháo ra liền nha các bạn. Đó, các bạn phải giữ nó vậy nè, giữ xong rồi bắt đầu các bạn rồi mới đưa xuống. Các bạn đừng có tháo ra liền, tóc của nó đang trong quá trình cho nó nguội lại chút xíu thì các bạn hãy tháo ra, thì cái nếp tóc của phần ngọn nó sẽ giữ lâu hơn nha các bạn. Đó, các bạn thấy không, tóc rất là bóng ha các bạn ha. Rồi bây giờ mình sẽ qua cái phần ở bên phải nha các bạn. Mình cũng sẽ sấy từ phần đằng sau trước nha. Này mình sẽ làm cái video để chậm cho các bạn dễ xem, hướng dẫn từng cái chi tiết luôn cho các bạn. Đây là mình sẽ chia ra hai phần, mình sẽ sấy cái phần ở phần đằng sau trước nha các bạn. Tiếp tục các bạn sấy phần bên phải cũng giống như phần ở bên trái, cũng sấy từng tép tóc và sấy thẳng từ phần thân xuống phần ngọn cho bóng ha. Bây giờ mình sẽ sấy cái lớp ngoài cùng mỗi phần bên đây ha. Lúc mình sẽ đưa phồng cái chân lên, đưa cao phồng cái chân lên, đưa 90 độ trên. Đó, bắt đầu mình sấy vô cái phần ngọn. Sấy vô phần ngọn tóc ha. Sấy tới 2-3 lần nha các bạn cuộn vào một lần, xong rồi sau đó các bạn tháo ra, các bạn cuộn thêm một lần nữa. Các bạn hơ tiếp tục rồi các bạn giữ cái cây sấy lọn trong vòng vài giây trước khi các bạn buông nó ra và thả nó xuống. Cái tác dụng của hơ cái này á, là sẽ làm cho cái phần ngọn tóc nó sẽ nguội lại chút xíu để cho cái phần ngọn tóc nó sẽ giữ ngọn lâu hơn nha các bạn.
Các bạn bắt đầu mình sẽ bắt những cái lớp chính giữa, những cái lớp chính giữa phần đỉnh đầu mình sẽ sấy phồng lên để cho cái phần đỉnh đầu của nó sẽ có cảm giác như là phồng chân và bóng ngọn cái lớp bên ngoài, tại vì cái lớp đỉnh đầu là cái lớp ở ngoài cùng của ba phần, phần sau, phần bên phải và phần bên trái. Các bạn bắt từng lớp thì nó sẽ ăn bóng cái phần lớp bên ngoài luôn nha các bạn. Khi mà các bạn hạ tóc xuống nè, là cái phần lớp bên ngoài của phần đằng sau, phần bên trái và phần bên phải là nó sẽ bóng đều hết luôn. Mình phải sấy sao cho cái lớp bên ngoài nó sẽ phải bóng, thiệt là bóng thì cái sợi tóc nó mới đẹp nha các bạn. Đó, các bạn thấy mình bắt không? Đó, bắt từng tép của cái đỉnh đầu hình chữ U á, cái đó là đỉnh đầu trung tâm á. Mình sẽ hơ cho bóng cái phần thân, phần chân ra tới phần ngọn. Đó, bắt đầu mình sẽ sấy lên, nó vừa bóng thân và vừa bóng ngọn nha các bạn. Các bạn phải sấy từ 2 tới 3 lần bắt đầu bạn mới cuốn cái ngọn vô, rồi bắt đầu mình mới hơ cái phần ngọn. Như vậy thì tóc lúc nào nó cũng sẽ giữ cái nếp đẹp và bóng nha các bạn. Đây, khi các bạn sấy chải tạo kiểu xong thì cái phần tóc này nó rất là bóng ha. Bây giờ các bạn sẽ lấy cái phần sẽ lấy tinh dầu, các bạn sẽ bôi lên trên tay và các bạn sẽ cào nó ra và vuốt nó vào cụp vào hai bên, và lần sau thì vuốt nó cụp vào phía trước nha các bạn. Đây, tóc rất là bóng nha các bạn, nhìn rất là đẹp ha. Bây giờ mình sẽ cào nó ra, tạo sớ cho nó. Cái này mình sẽ cào tạo sớ, cào đều ra, cào bên hai bên, bên trái bên phải, cào cho thiệt và đều, nó tơi cái sớ ra. Xong rồi sau đó mình sẽ cụp về phía trước khuôn mặt của khách nha các bạn. Nhìn tóc rất là bóng, rất là đẹp ha các bạn ha. Video clip hướng dẫn cách sấy tạo kiểu cụp chữ C của mình đến đây cũng đã kết thúc. Hy vọng các bạn sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm và kiến thức bổ ích. Hẹn gặp lại các bạn vào những video clip lần sau. Nhớ đăng ký kênh cho mình và theo dõi kênh YouTube của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.